Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Buổi sáng hôm nay thì mình lại tiếp tục vào công việc để múc cái đường phía đường kinh tế của bản Trống Trơ. Hiện tại thì đường kinh tế này đã được 50% quãng đường rồi. Và như hôm qua các bạn đã biết ấy, thì máy múc trở lại đây để san gạt cái đường vào nhà La, En La để giúp chở mấy chuyến vật liệu ở đây vào này. Thì máy múc mình, anh Tuyến hôm qua san gạt ra đến đây rồi. Sáng nay xem được xem là cái ô tô nó có vào thành công vào được trong nhà En La không nhá. Tại vì cái đường này đường mới thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ có cái độ lún đấy các bạn ạ. Còn phía bên dưới này là máy công trình đang san sửa đào cái nền nhà của A Cha này. Cái nền nhà này phải nói là có cái tầm view của nó là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ra đây xem quả nền nhà nhìn như kiểu homestay ấy. Dân bản hôm nay là xuống giúp En La một buổi một ngày. Còn buổi chiều thì xe mình chở vật liệu thì chỉ cần khoảng 4 người thôi. Tầm đấy để bốc cát lên xe để lên trên kia. Đây ra xem cái quãng đường này. Đây là cái đường mới sửa các bạn ạ. Cái đường mới sửa này là nó có ưu điểm nhưng mà nó có nhược điểm đấy các bạn ạ. Tức là cái dốc bây giờ các anh ấy hạ là hạ thành một cái dốc dài, rất là dài đấy, nên là nếu mà xe nặng hoặc là xe yếu là không thể mà lên được, nó không có đà. Đợt trước là nó dốc tức nhưng mà nó lại có những cái điểm mà gọi là thoải một tí thì nó có lấy đà phóng. Còn cái này là một phát từ dưới đoạn cua là lên ì luôn, lên ở trên kia. Sao hơi mới mà là khói thế nhỉ? Đi lùi thả lùi đít vào các bạn. Đánh lái vừa thôi. Dây nước. Được rồi, đi. Lùi đi. Bình ơi. Thẳng lái ra. Đi lùi này khó phết đấy. Đánh lái vừa phải thôi. Mình tưởng tiến đầu vào, hóa ra là ông lùi đít vào tận trong kia cửa. Căng đấy nhỉ. Chở một buổi sáng thôi là xong rồi. Còn nếu mà nhờ xe máy chắc khoảng 2 ngày. Một ngày chở, một ngày làm. Đợt này phát cỏ à? Nho dung NG phát cỏ à? Đấy. Để đụng
Rồi rồi, ông cẩn thận lún đấy nhá. Tí nữa, lùi tí nữa. Đổ đi, đổ đi. Đây đi. Cái này bao nhiêu bao đây hả gì? 36 bao. Thế tí bốc tăng lên nhá. Vâng. Khoảng 50 bao đi, 45 bao đi. À, ấy lên luôn đi. Hai anh em bốc lên luôn để anh đánh máy xúc vào anh làm. Ôi, ok, vậy là chúng ta đã thấy được là nhà La đã ô tô đã vào được tận nhà các bạn nhé. Đường đẹp. Ô tô đi thoải mái rồi. Chơi đi. Ờ, không chơi đâu. Đi làm thôi. Sáng nay mua sách dầu. Anh Tuyến mua một sách dầu, thế là hết 1 triệu. Dầu xuống được có mấy hôm, bây giờ lại lên như cũ. Xăng dầu sợ quá. Hiện tại thì máy múc đã đến địa điểm đào rồi các bạn ạ. Cái máy mình nó nhỏ nên là mở nó tả ly cao như này nó hơi chậm một tí. Tả ly nó cao qua máy xúc các bạn. Mình sẽ cố gắng là mở vát hết cỡ cái máy tả ly ra một chút để cho nó đỡ lở. Qua nổi chỗ này không ấy. Hơi bị căng nó. Con đá này là đá tảng to. Không qua được hòn này là không qua được. Quả đây này, to đây này. To này cơ mà. Căng thế. Khó khăn nó. Xuống xem.
Đấy, dính vỉa đá rồi. Giờ rồi các bạn ạ, cái này chắc phải đánh không cậy được rồi, làng đá to lắm, to từ đây này ra đây này. Đánh ở dưới này thôi, đánh giường xuống dưới thì lại chỉ sợ là đi một đoạn nữa lại gặp một hòn nữa thì thôi. Đúng là giờ phải đánh đường xuống dưới rồi, mất công rồi. Mấy thằng em ở chỗ này nguy hiểm lắm, không ngồi được đâu, đi đi ra xa đi, chỗ này đang chỗ vực nha. Các bạn ơi, vậy là buổi sáng nay thì anh em đã nghỉ rồi, bây giờ là 12 giờ kém 10 rồi các bạn. Mới nghỉ xong, sáng hôm nay làm cũng không đạt số lượng cho lắm, khối lượng cho lắm, tại vì là nó dính nhiều đá to quá, nóng quá các bạn. Làm đến đây thì anh em quyết định là nghỉ trưa, ăn cơm trưa ở tại đây. Anh em chưa, sáng nay mình có mua một con cá vào đây để hai anh em nướng ăn ở đồi này luôn các bạn. Tận hưởng cái không gian cực kỳ đẹp, tầm view trước mặt là suối, ruộng bậc thang này, đồi nương này, xa xa là cảnh những con đường phía bên đồi bên kia, đẹp thật đấy. Ở dưới này nó có một cái vết nứt rất là lớn các bạn ạ, nứt địa chất, chắc là do sạt địa chất. Mình rất là lo, đi qua chỗ này rất là lo đấy, nguy hiểm, chỗ này cực kỳ nguy hiểm, không phải đơn giản đâu. Chỗ này chắc là một trong những chỗ nguy hiểm nhất của cái tuyến đường này. Ok, sang bên này để mổ cá, nướng cá nướng ăn với xôi theo kiểu người Thái đi nương ấy các bạn. Người Thái với người Mông đi nương à, hay có bài là nắm xôi đi. Đây là khu vực này cũng nguy hiểm, đào cố tình đào bên trong này lõm hơn để xích nó khỏi trôi ra ngoài, mà đá liền khối không thể đào xuống được, nguy hiểm lắm, múc kiểu này. Đấy, toàn những cái vỉa như này mà. Đây, sáng làm hai gói xôi đây rồi, tí nữa là uống nước lã, uống nước lã, ăn xôi. Bây giờ mà đi lên bản xa lắm, giờ đi lên bản chắc phải mất hơn cây số, mà đi lên đi xuống cũng vất vả. Đây, xe anh em đi nương còn bỏ tại đây các bạn này. Mát thật đấy. Có mát luôn. Chỗ này bà con hay đi lại, hay lấy nước các thứ luôn. Mặt lạnh luôn. Làm con cá rô nướng ăn cho nó đỡ xương. Đúng cảnh bà con thi bản luôn. Đấy, để từ sáng là chết mất à.
này mình mổ ra thôi, không róc vẩy đâu, nướng tí nữa róc vẩy sau. Đây giống đi kiếm được ít rau mùi tàu ở trên bảng, mùi gai đó. Đây là muối với ớt, tí chấm muối ớt các bạn ạ, tí nướng mình áng xoa vào sau, xoa vào bên ngoài xong bắt đầu là giã muối ớt ra là chấm, cực kỳ ngon luôn. Đơn giản dễ làm, món này là dễ làm nhất đấy. Bác nào thích trải nghiệm đồi rừng thì có thể lên chơi với anh em. Mùa này là ở đây không có mấy cái loại rau rừng nhỉ? Nhặt luôn, nhưng mà ở đây nó gần nương quá, bà con hay đi lại hay lấy, nó không có rau mấy. Hôm nọ mình đi trên nương kia mới có nhiều loại, nương này thì không có mấy. Tí nữa xem bên kia xem có gì không. Ok, đi thôi. Nhìn từ bên này sang thì hình như là đội kia đã bốc xong hết vật liệu rồi các bạn ạ. Anh Tuyến chắc là ăn cơm ở bên kia, xe không thấy đâu rồi, chắc là đi xuống dưới suối rồi quá. Đây, hai anh em tìm được chỗ này. Đôi dép tìm được chỗ này khá là lý tưởng các bạn ạ. Đấy, đúng phong cách dân bản luôn nhá. Được chỗ này cái, được cái nó mát. Ôi, nhóm lửa, nhóm lửa nướng thịt. Là nương các bạn ạ, không có một ngôi nhà hay một căn lều nào ở dưới này. Mình thấy có một cái địa điểm rất là đẹp luôn, cái mom đồi này này. Đó, chỗ này mà làm được một cái nhà trên đỉnh chom này mà view xuống suối thì tuyệt vời. Nhưng mà lại không có đường, không có đường sang bên kia thì cứ lội suối thôi. Đường có nhưng mà lội suối. Đẹp nhỉ. Đây là món cá đốt, đặt thẳng xuống than đi em. Cứ đặt xuống đấy, củi ư, cứ để tự nhiên đi đi. Thế mới gọi cá đốt, chưa đi hồ Thác Bà bao giờ à? Cá đốt này tí mình róc hết vẩy đi. Vẩy nó đen xì mình róc hết đi, thế là bên trong chín thơm, chén thôi. Cá đốt thẳng. Đặt lại đấy. Chín nhiều quá. Tí nữa sắp chín rồi. Đốt thì nó cháy đi, ăn đi được. Đấy, làm được mấy cái lá chuối về hai anh em
lót ăn xong là tí nó ngủ nghỉ trưa luôn các bạn. Con cá thì hiện tại đang rất là thơm rồi, chuyển trạng thái sang đen xì xì, ăn đúng kiểu cá đốt. Ở quê mình ấy, đi Hồ Thác Bà hay đốt cái kiểu này, tại vì là không có thời gian để mà nướng đâu, cứ đốt lên lửa thôi. Ví dụ có con cá tươi tươi mà ở hồ mà nhấc lên cái được là cho vào lửa đốt, xong là mang theo muối với ớt chanh thế đó. Quên mất rồi, mình không mang chanh theo rồi, không mang chanh theo. Đấy, tí đặt ở giữa này, làm hai lá hai bên này ngồi em. Đấy. Mình cứ tưởng tượng đây là gọi là khách sạn 5 sao đi. View này là view gọi là Ấn Độ đi. Dubai chứ. Sáng đi mua được 2 gói xôi. Đấy. Nãy nhà La còn gói cho một bọc cơm nguội. Tưởng tượng đấy là miếng thịt bò đi. Cơm nguội đấy nha các bạn. Đây này. Nhưng mà mình lại thích ăn xôi với cá thôi, không thích ăn cơm. Đấy. Được chưa? Nhớ kia đây. Đây là nước lã ở suối. Tưởng tượng đây là gọi là rượu vang nho đi. Rượu Tây đi. Mát. Chín gì em? Thì thôi nhắc ra thôi. Đấy, đặt sang bên cạnh để khều cái ấy đi đã. Đấy, xong tí mình mới đặt vào. Em lấy cái que em gạt cái vảy nó. Đấy, thổi đi. Gọi là ẩm thực đi nương. Đấy, lật tay lật bên kia ra. Đặt sạch đi xong đặt vào trong. Đấy. Ok. Đấy. Ngon chưa? Muối đâu? Ớt đâu? Cái gì? Cho muối. Muối đã ớt. Đấy. Rất lịch sự. Mầm ba đũa tự nhiên. Sợ có con sâu gióm ở đây nữa thì thôi đấy. Đấy. Ngon rồi. May quá hôm nay là trời nó râm một tí các bạn ạ. Trời râm. Kể cả nắng thì ở đây vẫn mát rồi nhưng mà hôm nay là trời râm. Hai em ngồi gọi là thưởng thức ẩm thực 5 sao. Nếu mà các bác mà thích rừng núi, mà thích đi đồi trải nghiệm thì nhìn cái cảnh này sướng lắm. Đây, xôi của hai anh em đây. Chưa có trang bị. À đâu, sáng trang bị xôi, cả xôi ấy nhá. Xôi ruốc. Xôi lạc ruốc. Đấy. Ngon. 12:30. Này nếu mà các bác người Thái thì chắc là đúng rồi, hay ăn kiểu này lắm. Đấy, xôi miếng cá nướng này. Cá ở đây nó rất là chín rồi nhé các bạn nhé. Xôi ăn với cá nướng
ngon lắm các bạn. Thơm của cá, mùi thơm của xôi, nó kèm với lại cái cay của ớt này. Đậm đà của muối. Đúng bài luôn. Tại sao đi đồi đi nương thì ăn được nhiều cơm hơn thì mình phân tích rồi. Thứ nhất là vận động nhiều, tiêu hao năng lượng. Cái thứ hai là mát. Cái thứ ba là cảnh quan nó đẹp. Đấy. Vẫn là cái đồ ăn ở nhà của các bạn có khi làm còn ngon hơn nhiều. Nhưng mà lên đồi lên nương ăn đấy, mình làm rất đơn giản thôi, nhưng mà ăn cái cảm giác nó khác lắm các bạn ạ. Nó ngon. Nó không như kiểu ăn ở nhà mình. Nếu mà ăn ở nhà mình mà lấy cá đi đốt này chắc là chắc là vợ được chửi chết. Ngon lắm, thật. Dễ làm. Này mà có một cút rượu nữa thì tuyệt vời luôn. Ngon. Khá là nhọ cho anh em các bạn ạ. Đang ăn cơm trưa thì trời mưa rào. Mưa rào rất là to nhưng mà kiểu mưa bóng mây thôi. Mưa, bây giờ vẫn mưa này, đang mưa ẩm ẩm này, nhưng mà thôi cứ cố ăn đi. Đằng nào cũng thế rồi, bây giờ chạy chả chạy được nữa. Cơm chăn mưa, cá đốt chăn mưa, tối nay sẽ có tiêu đề cá đốt chăn mưa giữa nương. Như thế này mới biết được là bà con ăn ở ngoài nương nó ngon như thế nào các bạn. Cảm giác sướng lắm. Ngon. Ăn đi. Ngon gì, con cá to đùng này, ăn đi. Anh em sau khi nghỉ trưa xong lại tiếp tục công việc buổi chiều các bạn ạ. Nó mưa được một cơn buổi trưa xong là cũng không phải là mưa dai, mưa nặng hạt, nhưng mà là mưa lất phất qua một cái xong rồi thôi thôi. Dưới kia là à chao với lại a nù đang phun cỏ lúa kia kìa. Rất nhiều nhà để phun lại, tại vì do đợt vừa rồi là phun không cỏ nó không chết, tại vì là mưa các bạn ạ. Do trời mưa thế nên là cỏ nó không chết. Ui, mục đường, mục của chỗ này sao cảm giác nguy hiểm thế. Vực thẳm thế này nó không thoải để mà có chân đứng này. Anh Tu đi nương về tặng cho anh em dưa nương ăn đây các bạn này. Ấy. Già quá nhỉ? Già rồi. Úi, ngon đấy nhỉ. Cấy sớm vết nhờ, bây giờ được ăn như này là già rồi, là cấy sớm mới chứ nhỉ. Em xin nhá. Thank you.
dưa chuột ở trên nương ăn nó giòn lắm các bạn. Ngon. Mà nó đồ sạch. Đoạn này nguy hiểm quá các bạn ạ. Làm mà toát hết cả mồ hôi rồi. Không thể nào mở lên vực mà hạ xuống không hạ được đá. Đứng vừa zin với mép xích này. Sợ nó chạt đi thôi. Nguy hiểm quá. Làm đến chỗ này. Cầu trời cầu Phật là không sao. Sao mà lại lách lách mà đi qua được chỗ này đấy. An tâm một tí. Vừa làm vừa chân đập. À đâu, tim đập chân rung các bạn. Nguy hiểm thế. Cảm giác dô mốt lắm. Như kiểu chơi trò chơi mạo hiểm ấy. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều các bạn ạ. 6 giờ kém rồi. Tình hình buổi chiều hôm nay là mắc ở đây căng quá. Khó khăn quá các bạn ạ. Đoạn này là một trong những đoạn nguy hiểm nhất mà khó khăn nhất. Cả một ngày hôm nay mới được có khoảng độ 50 mét đường đúng không? Này mà ông nào làm khoán là dính kiểu này thì chắc chết vỡ mồm. Sắp thông được chỗ này rồi nhưng mà chỗ này nguy hiểm quá các bạn ạ. Nó bé quá. Máy thì không xúc được cái bên này. Mai chắc là bà dân bản sẽ đưa khoảng vài hộ dân để lấy cái xà beng ra đây để tròn cái má bên này. Cái đất đá này nó không phải là đá cứng hẳn. Nó có thớ các bạn ạ. Gầu mình thì nếu mà máy đục ấy, nếu mà cái này có đục thì loại này thì ra mầm nhưng mà nó không có đục, nó chỉ khêu chỗ nào mà nó mềm, nó kiểu rịa xong nó mới vỡ ra thôi. Nói chung là eo này mà nó hủm cái này nguy hiểm quá. Đứng tranh vênh. Bước gần đây cũng tối rồi, không làm được nữa, không cố được nữa. Đang định cho nó thông ra bên kia nhưng mà không lại được. Mai chắc là bảo anh câu cho mấy người ra đây để tròn cái vỉa này ra thôi. Xà beng thì rất là đơn giản thôi. Cứng chả cứng hẳn. Loại khó chịu thật đấy. Múc thì lại nếu mà cái nào có khía thì mới được, cái nào không có khía là không múc được. Thế căng quá. Ok, vậy là một ngày hôm nay thì mình đã
Vừa là vật liệu nghe nói là không ấy được. Buổi chiều hôm nay hình như là xe anh Tuyến xuống nhưng mà đường hình như là nó không thông. Với lại là có mấy người thôi xuống để bốc cát lên xe, nhưng mà đường cái chỗ kia máy múc nó múc sạt chứ không thông, bây giờ phải đánh máy ra ngoài kia để mai sửa. Còn bà con vẫn giúp nhà la rất là đông nên là hôm nay cũng ít người. Nhưng mà xa quá là chắc mình chưa cho ấy mội. Các bạn ạ, nếu mà mai cần thiết thì mai bốc sỏi trước. Mai đánh sang đây đã không cứ đi lại lại này mất việc lắm. Thấy bà sửa tận dưới chỗ dòng suối bốc cát cơ. Nhưng mà mai có khi là bốc xúc sỏi trước. Để cái kia kìa đã, để múc cái chỗ này nó ổn ổn tí đã. Ok, và có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Đất mềm mềm dễ sạt lắm, lùi máy ra đằng kia thôi.